Kính chào các bạn, ngày hôm nay ngày mùng 5 tháng 8 năm 2019 thì chúng tôi có mặt ở đây ở ngay trước cửa tòa đại sứ quán của Trung Quốc tại Berlin. Và phía sau lưng tôi các bạn cũng thấy cái lá cờ màu đỏ rất lớn và ở trên đó là có một ngôi sao vàng và 4 ngôi sao khác nhỏ xung quanh. Và trên cái đường này là tôi đứng ở đây, khu vực này là một cái khu vực cầu rất dài nằm trước đó là một cái dòng sông. Và trước đây khu đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin là một cái khu nhà công đoàn của thời Cộng sản Đông Đức trước đây, và sau khi nước Đức thống nhất thì phía Trung Quốc đã mua lại khu đất này và họ đã xây dựng thành một tòa nhà đại sứ rất lớn, có lẽ phải lớn gấp hàng chục lần đại sứ quán Việt Nam ở cách đây không xa. Và cũng như vậy, có lẽ để thể hiện là một việc là Trung Quốc là một nước lớn, cho nên trong thời gian vừa qua thì Trung Quốc đã liên tục xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Đó là cụ thể, đó là việc những cái chiếc tàu của Trung Quốc cùng với cả tàu thăm dò đã liên tục đi vào những vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và nguy hiểm hơn nữa là ngày hôm nay phía Trung Quốc đã thông báo về việc sẽ tập trận vào ngày mai mùng 6 tháng 8 cho đến ngày mùng 7 tháng 8 tại cái vùng chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đó là vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Và đó là một tiền lệ rất nghiêm trọng khi Trung Quốc luôn luôn răn đe và tìm cách đe dọa các nước ở xung quanh. Và những cái thông tin về việc Trung Quốc tập trận thì các bạn có thể tìm hiểu ở trên những cái tờ báo ở trong nước cũng bắt đầu đưa khá nhiều. Và đây là hình ảnh của những chiến hạm, và họ nói rằng là Trung Quốc đưa tàu chiến mạnh nhất ra Biển Đông tập trận. Và đây là chiếc tàu mà các bạn đã thấy, và chiếc tàu này thì thưa với các bạn rằng nó có cái sức công phá rất mạnh và có cái những cái thiết bị và vũ khí hiện đại được trang bị cho chiếc tàu này. Và thêm một hình ảnh nữa mà các bạn có thể thấy là chiếc tàu này có thể phóng những cái dàn hỏa tiễn và tên lửa. Đây là Trung Quốc triển khai này, cái tàu gồm có những tàu như HQ9 này, G11 và GH7 ra đảo Phú Lâm và tiến hành bắn đạn thật trên Biển Đông. Và họ nói rằng là đây là một cái biện pháp thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm, danh mãnh và khó đối phó của nước này nhằm nuôi tham vọng bá chủ Biển Đông, biến vùng biển này thành ao nhà sân sau của Trung Quốc. Thì đây là cái bình luận mà không phải trong những cái tờ báo ở nước ngoài, mà chính là trên những trang báo ở trong nước bắt đầu được đưa tin, và họ bắt đầu đưa tin khá chi tiết và chỉ thẳng Trung Quốc là cái nơi mà đang gây ra những cái cuộc chiến từ trước đến nay, và bây giờ tiếp tục đe dọa Việt Nam trên cái việc mà xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và đây thêm nữa những hình ảnh về những cái chiến hạm của Trung Quốc, các bạn thấy đã rất cụ thể là được đưa trên báo chí trong nước, và nói rằng là cái tàu Phượng Hoàng không tiết lộ cái trang Phượng Hoàng không tiết lộ vị trí của cuộc tập trận này của hạm đội Nam Hải, mà chỉ nói nó được diễn ra ở vùng biển xa với sự tham gia của các tàu khu trục lớp 052D. Tàu khu trục lớp này hiện nay đang được coi là xương sống của hạm đội Nam Hải, được trang bị tên lửa đất đối không HQ9 có tầm xa tối đa lên đến 80 hải lý. Ngoài ra tàu có thể có tên lửa chống hạm IG-18, một hiểm họa tiềm tàng đối với các tàu sân bay Mỹ. Tức là chiếc tàu này thì rất hiện đại của Trung Quốc, và tức là hàng đầu, là nó có trang bị những cái tên lửa, và tên lửa này còn có cả tấn công những tàu sân bay nữa. Thế như vậy là những cái việc mà tàu sân bay của Mỹ hoặc các nước khác mà đi vào cái vùng biển này thì rất cảnh giác với những cái tàu của Trung Quốc, bởi vì bất cứ lúc nào những chiếc tàu này nó có thể phóng những cái tên lửa ra và tiêu diệt những cái chiến hạm đó. Và cũng ngay thời gian vừa qua thì Trung Quốc đã phát hành cái gọi là bạch thư và nhắc tới Việt Nam, và họ nói rõ rằng là quyết bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Đây là cái hình ảnh mà một cái trang tin là Reuters đã đưa tin, và họ ghi rất rõ ở phần phía dưới các bạn có thể đọc là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị lên thăm một tàu khu trục của Hải quân nước này nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa hồi tháng 4 năm nay. Tức là đây là một cái chiến hạm mà Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm, và càng ngày Trung Quốc càng xây dựng cái hệ thống hải quân của mình càng ngày hiện đại, càng ngày càng mới và càng ngày càng lớn. Bởi vì với cái tham vọng mà cái đường lưỡi bò đã được vẽ ra thì rõ ràng là Trung Quốc phải trang bị cho mình những cái chiến hạm như vậy để răn đe hoặc là nhiều khi tấn công những cái nước nhỏ xung quanh, mà trong đó có Việt Nam. Ở đây là hình ảnh các bạn có thể chia sẻ, xem những chia sẻ này ở trên những cái trang báo quốc tế như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ hoặc là những cái trang báo khác. Tuy nhiên những hình ảnh như vậy ít được xuất hiện ở trên các báo Việt Nam trong thời gian vừa qua, nhưng gần đây sau khi Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã có phát biểu rất rõ ràng ở cái hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Thái Lan vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, thì các báo chí ở trong nước bắt đầu được đưa tin một cách hết sức là thoải mái về cái vấn đề đối với Trung Quốc này. Đấy, các bạn nhìn thấy. Và cụ thể hơn nữa mà các bạn có thể tra cứu những cái thông tin hàng ngày của Hải quân Mỹ có thể đưa lên, đó là của ông giáo sư Ryan Martinson, Đây là hình ảnh mới nhất mà chúng ta có thể tìm hiểu trên cái trang tweet của ông phó giáo sư này. Ông vốn là đang giảng dạy trong trường đại học Hải quân của Mỹ, và ông ta thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về cái hoạt động của tàu thuyền của Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Và những cái thông tin này thì các bạn thấy là ngay trong thời điểm này còn rất nhiều tàu thuyền Trung Quốc vẫn tiếp tục quần đảo ở trong những cái khu vực mà gọi là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và Việt Nam chỉ mới thì phản ánh ở chỗ là đưa công hàm phản đối, còn chưa có những động thái cụ thể, và đặc biệt là chỉ có ông Phạm Bình Minh lên tiếng, mà cái người đứng đầu là ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tức là người đứng đầu nhà nước, cho đến giờ này thì ông ta vẫn không lên tiếng gì cả. Đấy, không hề lên tiếng, mà ông ta vẫn chỉ mải mê đi làm những chỉ đạo, làm những chương trình mà chống thế lực thù địch và chống xuyên tạc. Nhưng mà thực tế những cái thông tin như thế này thì rất quan trọng đối với Việt Nam, và những người dân Việt Nam thì cần phải biết những thông tin như thế này. Và các bạn có thể, đây là hình ảnh cái logo của ông Martinson, thì các bạn có thể đến tra khảo và tra cứu những thông tin này được cập nhật thường xuyên hàng ngày trên những cái trang của ông ta. Và trước đó thì các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua, tức là ngày 1 tháng 8, Phó Thủ tướng của Việt Nam là ông Ngoại trưởng Phạm Bình Minh thì đã có cái cuộc gặp với cả ông Ngoại trưởng của Trung Quốc, và các bạn cũng đã thấy rất rõ là hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ thêm ở đây. Đây là hình ảnh cuộc gặp vừa qua ngày 1 tháng 8 tại Thái Lan, và trong cuộc gặp này thì phía Việt Nam, tức là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, đồng thời là Phó Thủ tướng, cũng đã đưa ra cái thông điệp rất rõ ràng. Tất nhiên cái thông điệp đó là cái việc mà phản ánh cái quan điểm của Bộ Chính trị, bởi vì là ông Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng nhưng là cũng là Ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng những cái phản ứng này có lẽ đang rất dè dặt, bởi vì là Việt Nam còn đang thăm dò và lo ngại một điều gì đó thì chúng ta chưa biết. Nhưng ít nhất là họ đã thể hiện cái thái độ rõ ràng đối với Trung Quốc. Và ngay sau đó thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, và các bạn có thể thấy hình ảnh ở đây, cũng tại Thái Lan này, hội nghị Thái Lan này, tức là ngày 1 tháng 8 vừa qua, thì ông Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bên lề hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 tại Bangkok và Thái Lan. Thì đây là cái hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo ở trên những cái trang truyền thông của nước ngoài, hoặc có một số trang nào đó trong nước cũng có thể đăng tải. Nhưng phải nói rằng là hiện nay Việt Nam với Trung Quốc là hai cái nhà nước duy còn lại ở châu Á tương đối là rõ ràng theo cái đường lối là Đảng Cộng sản lãnh đạo, mà cùng một thể chế là Đảng Cộng sản. Nhưng hai cái nước này là luôn luôn, đặc biệt là Trung Quốc, luôn luôn tìm mọi cách là để thôn tính lãnh thổ. Và bây giờ thì cái việc mà Trung Quốc sau khi chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1974 thì nay ngay sau đó thì những năm 80 thì họ cũng đã bắn chết 64 người lính Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam tại đảo Gạc Ma. Và bây giờ họ mưu toan chiếm nốt những cái phần còn lại của về lãnh thổ biển của Việt Nam ở phía Nam, đó là vùng Bãi Tư Chính và những cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam rất rộng lớn. Và Trung Quốc đã vẽ cái đường lưỡi bò đó ra, và họ dường như là mặc định rằng là đấy là của họ, và họ đang cố gắng làm sao để đưa hải quân và đưa quân đội ra đó để họ tìm mọi cách để giành giật những cái chủ quyền lãnh thổ của nước khác về cho mình. Thì đấy là cái điều rất nguy hiểm, và Việt Nam thì phải trở lại với cái việc mà hợp tác với những cái người mà trước đây đấy là kẻ thù của Việt Nam, đó là cụ thể nhất đấy là Mỹ chẳng hạn. Mỹ thì là cái nơi mà đất nước mà trước đây là Việt Nam đã nói là đánh thắng, nhưng mà những cái vì lý do hiện nay là đối với chủ quyền và an ninh quốc gia quá cấp thiết, cho nên Việt Nam không thể nhờ Trung Quốc, và bởi vì Trung Quốc là hiện nay đang thôn tính Việt Nam, tìm cách thôn tính Việt Nam, cũng không thể nhờ Nga, bởi Nga bây giờ là thực ra nó cũng là một đất nước mà thời Liên Xô Cộng sản đã sụp đổ từ lâu, và bây giờ là cũng có đa đảng, nhiều đảng phái khác nhau, và tổng thống Putin thì ông ta cũng đang bận rộn với rất nhiều những cái vụ việc khác nhau, và ông ta cũng có quan hệ với Trung Quốc để bán vũ khí và hợp tác với Trung Quốc rất nhiều về mặt quốc phòng, cho nên Nga cũng không thể hoàn toàn là ủng hộ Việt Nam, mặc dù ngay tại khu vực Bãi Tư Chính này thì cái công ty dầu mỏ của Nga cũng có hợp tác với Việt Nam để khai thác dầu khí, nhưng cái lượng khai thác chưa được là bao so với các cái tiềm năng mà Nga có thể hy vọng, và cái cán cân và thương mại của Nga với Trung Quốc cũng rất lớn, và đặc biệt bán vũ khí của Nga cho Trung Quốc thì rất nhiều, cho nên đối với Nga thì cái việc mà tranh chấp chủ quyền của hai nước này gần đây thì vẫn chưa thấy có ý kiến gì. Ngoài ra thì phía Nga trước đây cũng đã có những cái thông tin bất lợi cho phía Việt Nam. Còn phía Việt Nam thì sao? Chúng ta đã chuẩn bị như thế nào đối với cái việc mà Trung Quốc có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào là nổ súng vào những cái tàu tuần tra của Việt Nam, nổ súng vào cái người ngư dân của Việt Nam, đang đánh bắt cá ở vùng đó. Đây là những hình ảnh mà các bạn có thấy gần đây nhất, là cái việc mà Hải quân Việt Nam, lực lượng Hải quân đánh bộ phối hợp hiệp đồng đổ bộ tấn công cùng lực lượng xe tăng. Đây là cái hình ảnh mà các bạn thấy là trong báo chí trong nước đã đăng, là bộ đội Việt Nam cùng có hai cái xe tăng lội nước lóp ngóp bò lên, và lính Việt Nam thì trang bị trông là rất là nghèo nàn, lính hải quân không có mặc đồ áo giáp gì cả, và dùng súng AK cổ lỗ cũng như là mũ sắt thì cũng là cái loại mà cũng cũ từ lâu rồi. Thì đây là, và xe tăng này thì các bạn thấy rất rõ đấy là xe tăng của Nga, mà cái loại này cũng rất là cổ. Và những cái chiếc xe tăng như thế này thì các bạn cũng thấy tại Iraq và tại nhiều cái nước khác mà ngày trước đây đã mua vũ khí của Nga thì đã bị đánh bại và bắn cháy rất nhanh, bởi vì nó rất lạc hậu. Thế thì cái Việt Nam mà khi mà sử dụng những vũ khí của Nga, cũ của Nga thế này thì khó có thể chống lại cái mưu đồ bành trướng bá quyền của Trung Quốc. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Cái điều mà có lẽ là chính quyền và Đảng và Nhà nước Việt Nam nên suy nghĩ, đó là việc cần thiết phải có tạo cái khối liên minh với các nước khác mà đang binh vực Việt Nam, đó là Mỹ, đó là Liên minh châu Âu và những cái nước mà thuộc thế giới văn minh và dân chủ và đa đảng. Có như vậy thì họ mới ủng hộ, và có thể Việt Nam kết nạp Việt Nam được vào khối NATO để khối NATO có thể bảo vệ được Việt Nam khi mà bị Trung Quốc tấn công. Thì như vậy là Trung Quốc mới có thể kiềm chế được Trung Quốc ở cái lĩnh vực này. Tuy nhiên, điều kiện để Việt Nam có thể gia nhập được những cái khối quân sự lớn như vậy thì rõ ràng là Việt Nam phải thay đổi thể chế, có nghĩa là phải thay đổi từ thể chế độc đảng là Đảng Cộng sản lãnh đạo bây giờ, mà phải chuyển đổi sang thể chế là đa đảng, là gồm có nhiều đảng phái và tự do chính trị cũng như là tự do báo chí, để những cái thông tin như thế này các bạn có thể bất cứ lúc nào cũng có thể xem được trên báo chí Việt Nam, để người dân Việt Nam biết được sự thật, các doanh nghiệp Việt Nam biết được sự thật để họ còn tính toán và có cái phương hướng kinh doanh cũng như là ủng hộ nhà nước một cách thích hợp nhất. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, mùng 5 tháng 8 năm 2019 tại Berlin, ngay trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc. Và chúng tôi hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Và các bạn hãy bình luận và gửi những câu hỏi và gửi những yêu cầu và ngay sau cái video này của chúng tôi, để chúng tôi có thể tiếp tục được phục vụ các bạn những cái thông tin mới nhất, nhanh nhất và chân thực nhất. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn và xin chào các bạn.